Dự án khu nhà ở Lam Hạ Centerpoint. Dự án khu nhà ở Lam Hạ Centerpoint với diện tích khoảng 10 hectare thuộc quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Khu vực dự án nằm bên trục đường cao tốc mới Hà Nội Ninh Bình, phía bắc cách Hà Nội 56 km, phía đông cách Hải Phòng 120 km, phía đông nam cách Nam Định 30 km, phía nam cách Ninh Bình 34 km, phía tây cách Hòa Bình 25 km. Rất thuận lợi về mặt giao thông, đây được coi là khu vực phát triển năng động của thành phố Phủ Lý. Dự án bao gồm các hạng mục như chung cư, biệt thự, nhà có vườn, shop house, các công trình công cộng phục vụ sinh hoạt cộng đồng, hoạt động thể thao, giải trí, công viên cây xanh, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở và sinh hoạt của người dân vùng lân cận và các chuyên gia làm việc tại các trường đại học và khu công nghiệp.